Đó, bắt À, sau đầu đây nè, mình nhiệt độ. sẽ trình bày quá trình inbox của chuột ý blue ma chứ Iruma dơ. chứ không phải là razor. Rồi rồi. Đó, sau đây là bên trong của chuột. Màu xanh cực độ. Đó, màu xanh tàu vẻ rất là pro, rất là giống razor. Đang cảm giác này nếu cái hang tao biết chứ còn Là cũng làm nhà cao thôi, chuối nhìn màu là để đều đều tao rồi. từng mua rocket, Ý blue tao từng mua rocket rocket cái thấp nhất là 500, mà cái năm trăm đáng rất xin nó đầu rất tư tiền xấu, mua cái con mắm con này à. lung để chiều để cầm thôi, Đó. nhỏ Nó một nhỏ nhỏ tí, hắn 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 to hơn con đó mà, hắn to hơn nhỏ đi ra con đi đạt đâu, đâu mà nhỏ hơn nhỏ hơn á, tôi cầm rồi đó. đâu từ con nữa chứ đây giờ à, bán được 1 triệu con nó Chuột có cái phân đi ra như giống cái bon của lô di tích đi. đó, đây 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 đây, cắm cắm điện, cắm Mẹ đế điện bi đây. đó, đưa 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 này sang bên bên điện cắm. Ủa sao Nhìn nhận được thương mình. Có vẻ rất là khẩm chó. Đó, tự nhiên bật sáng cực độ. thì đó là về cậu ý. Hình dạng tổng thể của con chuột. Tôi sợ công chấp là nóng này. Tắt đèn được không? Dĩ nhiên tắt đèn đường. Còn được tắt đèn không? Mà ta đây làm gì? Bấm đây à? Tại vì dùng rồi. Chuột rất là vừa và Buổi êm sáng mà bật tai. đèn đéo Đéo. Tắt đèn rồi con á. chuột này Nhiều không có người vẻ lắm thấp rồi đây hề, à? Để bí. Con đèn mô. Con đèn trang sống này. nó còn lại phải Ờ, mở tắt rồi chứ nè. anh đưa tần số Được, đã tắt đèn sao đây rồi làm đó. gì để đi khùng chứ. Quan trọng là dùng một thời gian là bởi vì đèn đèn thì bị À tắt, à đèn thì bị hư. đen nói sao đó là review bắt chuột Bắt chuột phải thôi, thôi nhìn được phải là tiếc pet rồi đó. Ây gô à, gô 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 đi á thớt là thế giặt đi một tí từ cái pet thiết và đi dùng một tí là cảm giác thua cái gô đá thớt liền. còn đây tình yêu của tôi HP Gắn một cái bát của cái chạy ấy của dùng laptop cái này có phải dùng chính mà nó dùng dùng phụ mà tớ còn à thì dùng laptop hả, à đúng rồi, dùng laptop chính mà nó à rắn mua đây cái pet, mua cái pet nữa phải thế ta hả, phải hành ta hành 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 cho bạn ấy không, bạn riêng cả pet không ấy mở ra cho rồi. kim loại thế mà nhìn năng cực độ, cái đấy 4 cân à, Cân y bảy lắm á. đó, y bảy màn vụ gì hình có đấy, thể gặp màn hình nhìn có thể mọi góc độ không không loạn, nó lên dưới chính xác luôn á. mình có Thì thể gặp ra như thế nữa HP cực độ, bẻ thêm tiệm là nếu đó, đấy cảm ứng đó thử bẻ bẻ quả, điên thử bẻ quả con à. Gặp ra như kiểu tôi cảm ứng nữa thì khùng à. Đó, nếu lúc mà cảm Bỏ ứng đi ra nhà thì chúng có mình thể chưa? Bỏ HP lên luôn, nhà chúng mình máy chưa? thì được bật lên và chỉ HP đằng sau sẽ sáng, Bộ thì HP đằng sau. sáng quá. Ok Ok, con nào con nào. Dòng gì đấy, Elite Boost Work Station cực độ mà có đầu tư rồi đấy. Con nó đỉnh đây rồi là mặt đấy. trước á, đây là mặt sau. Ôi trời, ghê gớm nhờ. Cái Ừ, này ghê trời gớm dùng nhờ. mở bằng chốt, đây là mở chốt pin, còn đây là mở Cái này chốt là cái gì đấy? nắp ổ cứng với lại RAM và thêm RAM trong đi. À, rồi rồi. Còn đây là chỗ cắm đốc đốc sạc, Bắt sạc ra như đó. có cái đốc sạc cắm vô giống như là cái máy có những đâu Bị sắp lôi để sắp với cái à, cửa ấy. à rồi rồi Để cắm vào màn hình này. vẫn cái chỗ đó ra cái chỗ việc cả việc ali nữa Mốt, laptop xong việc. à laptop xong việc Máy láng này có nhiều Đó. nút được hết. Đồ khùng Đây, nhìn là nút biết nó gì bọt rồi, nghe nói hắn chống được tác động va chạm của nước về búa đập chứ đó, nhưng thử đây. đập coi, Màn hình thử luôn cho nóng. đây là bàn bàn phím không thấm nước. Rồi. Còn review không thấm nước thì Lấy hình giảm. đồ nước vô, tôi ấn nữa, không? Đều giảm đồ nước. Vậy Đây vậy mới kiểu sẽ quay mọi mất góc bất độ của màn sản. hình và hẳn sẽ không lọt. Ok. Thực ra có loại. Loại những loại ít và cũng Ờ đúng mạnh. rồi, Cũng không mạnh. loại, không loại. Màn hình cho phải màn hình gương mua mới loại, loại chứ. Đó.
Thôi có cái nút này đầu tiên nè. Giải thích coi nè. Nút này là một bật mí. Phải người dùng máy mới được là biết nè. Cái này có chế độ bảo mật vân tay này. Đấy. Bảo mật vân tay đây. Có ra E7 với Win đâu vậy? Đây à. Bảo mật vân tay đó. Nhỏ ấy nút này. Thiết kế nhôm sáng trong cực độ. Ngon vải. Mày đây. Không làm ít rồi. Mày giá 22,5 triệu. Ôi chào ơi. Chết rồi. Chúng ta sẽ test âm nhạc. Mấy bài con bướm trốn. Mày mày cái tạm à. BTK anh nhớ. Áp lộng cái vị tạm này hả? Từ lại vô rồi đó. Mua người mới nữa à? Ghế này bị đắng còn là bố đấy nhỉ? Thứ đó. Không mua cái mới đó à? Cái mới mấy tiền đó? 60 nghìn. Nhông hoài luôn á. Hoài. Loa không được, loa không khá. Nghe được. Chị ghế cái chứ. Loa to vài. Loa to. Loa rất to. Đặc điểm, ưu điểm, loa to, trước. Khá là trống đó. Quay về đâu? Nên có một... Ôi, HDMI không? Không. Ưu điểm nhất là nhất của cái này là cũng có gì HDMI. Buồn hả? Loa tầm vào. Được. Loa khủng luôn à. Chuẩn đó. Bài khẩm rồi ha, bật tiền to nhất con đó. To. Hay đó. Có hình rồi. Điện sản đi con quả. Đôi lúc còn bị cái phản chiếu rõ. Rõ. Có. Chí chung nữa à? Còn lên nén mà ế nó default system biot á chưa cai cháu đã tạm lưu nè ế còn đây là các loa quát đô ớt quát đô mày ghi ớm nha ngang. Ok cái này đúng nghĩa làm Ok, quá ngon lắm. Alright. Tuyệt vời. Được chưa? Ok. Cảm ơn các bạn. Kết thúc ở đây.